Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Đồng Nai, đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc các bạn may mắn. Bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mình với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.